Đầu tiên thấy một người mà không có mặc cái gì hết trơn á, cái anh mới la lên anh tiểu đội trưởng á, anh mới hỏi là ủa sao tự nhiên la làng lên, có đồng chí cái tấm tin, anh mới hỏi là hả, ủa cũng là con trai với nhau rồi sao mất cái gì tại ngày, hay mày bd, cái em mới dùng hết sức bình sinh anh nói là em bd đó rồi sao anh, từ lúc đó em mới hiểu. Nhưng mà từ khi mà em come out ra như vậy á, em chỉ có đi hái hoa bắt bướm lau nhà quét nhà, mấy cái việc như mà bốc vác bốc phanh hay là cút đất thì mấy anh kiểu dành hết trơn. Bây giờ thì xin phòng máy cho Tường sẽ kết nối với nhân vật chính của ngày hôm nay ạ. Hello. Dạ em chào chị Tường ạ. Dạ em tên là Lê Hiếu Nghĩa. Em lớn lên tại Cà Mau. Từ nhiêu đó thôi để cho có hai người kia nữa rồi mình mới giới thiệu nha. Nghe rõ được tiếng chị Tường là mình kết nối trước cho coi mạng nó ổn định chưa rồi mình bắt đầu trò chuyện nha Nghĩa. Đợi chị Tường một xíu nha. Bây giờ xin mời cho Tường kết nối với bạn ở vị trí đầu tiên. Hello, chào. Hello. Em. Hello, chào chị. Em tên gì? Em tên là Toàn ạ. Mọi người gọi em là Tuna. Hai người rồi là tôi hiểu rồi. Hôm nay là tôi đang được may mắn tiếp tục là Tường sẽ làm cái nhiệm vụ là ghép đôi cho các bạn trong cộng đồng LGBT, đúng không? Tại vì tôi thấy hai bạn nam rồi. Bây giờ một bạn nữa, cho Tường xem một bạn còn lại ạ, bạn thứ ba. Alo, em ơi, nghe giọng chị Tường chưa? Dạ em nghe rồi chị. Trời ơi, cái cưng ghê chưa, bạn nào cũng cưng hết trơn á. Em tên gì? Dạ em tên thì của em là Lê Phi Hồng Tài. Để tôi nhớ lại coi nè, để không có bị rối nè. Cái bạn mà ngồi ở vị trí chính giữa đó ha, là bạn đó là bữa nay là được ưu tiên, tại thượng ai ngồi giữa là được ưu tiên chọn hai người hai bên. Vậy thì bây giờ cho chị sẽ hỏi bạn ở giữa trước nha. Bạn ở giữa tên là Nghĩa đúng không? Hồi nãy chị Tường hỏi rồi mình tên Nghĩa đúng không? Thôi bây giờ mình sẽ giới thiệu một chút xíu thông tin của mình nha Nghĩa nha. Em tên đầy đủ là Lê Hiếu Nghĩa, 23 tuổi. Em lớn lên tại Cà Mau. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, quận Tân Phú. Nghề nghiệp của em là kỹ thuật viên thẩm mỹ tại thẩm mỹ viện Phương Atiso. Cụ thể là em làm cái công việc gì cơ Nghĩa? Em chuyên về kỹ thuật viên full xăm. Sở thích của em là gì? Em thích hát và em thích nấu ăn. Hiện tại là Nghĩa sống với ai? Sống ở đâu? Dạ em đang sống với chị em. Chị em cũng là cô giáo dạy cho em luôn. Em đang sống ở Tân Sơn Nhì, Tân Phú. Dạ chị hỏi là trong cái cộng đồng LGBT của mình á, thì là mình là giữ cái vai trò gì? Dạ em xu hướng của em là top ạ. Ủa là xu hướng là top? Rồi mình ví dụ mình đổi lại được không hay là chỉ top thôi? Dạ không, em làm top cùng chủng ạ. Cảm ơn cưng nha. Thôi giờ sẵn hỏi luôn, mình đã có mau với gia đình chưa? Dạ chưa, tại vì em suy nghĩ là khi nào công việc và kinh tế của em nó sẽ ổn định thì em sẽ nói với gia đình nó sẽ ok hơn. Rồi chưa, rồi bây giờ đăng ký tham gia chương trình này rồi gia đình biết thì sao? Dạ thì biết thì cũng thông qua chương trình này thì em cũng sẵn rồi, em come out luôn. Trời đất ơi, vậy là cũng chuẩn bị tinh thần dữ lắm rồi. Cũng vừa sẵn come out mà cũng muốn tìm cho mình một cái người bạn đồng hành với mình đúng không? Cho nên là không ngại. Yeah. Nhà mình đông anh chị em không? Dạ nhà em hai anh em chị Tường. Rồi có hai anh em thôi. Dạ. Em là em trai hay em gái? Dạ em trai ạ. Rồi cảm ơn Nghĩa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với thông tin của người ở vị trí đầu tiên. Hồi nãy nếu chị nhớ không lầm là em giới thiệu em tên Toàn đúng không? Dạ, rồi đúng bây giờ Toàn hãy giới thiệu tên cá nhân của em cho chị Tường với hai bạn còn lại nghe luôn nha. Rồi mời Toàn. Xin chào tất cả mọi người, chào chị Tường và hai bạn cùng chơi. Thì em tên là Nguyễn Đức Toàn, mọi người gọi em là Tuna. Em năm nay 26 tuổi và em đang kinh doanh giày tây và các phụ kiện liên quan đến giày. Mọi người có thể search Tuna Sư trên Facebook hoặc là Shopee để ủng hộ Tuna nhé. Trời ơi, dạ. Ông làm mà thấy sợ luôn vậy đó. Rồi bây giờ là cho chị Tường hỏi luôn, vậy là vai trò của mình là boss đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Rồi có làm top được không? Được nhưng mà em không có thích. Được nhưng mà em không có thích. Làm cái gì là làm cái đó luôn. Chứ không có lúc này lúc kia ạ. Hiện tại là mình đang sinh sống ở đâu? Rồi sau đó tiếng Nhật là mình có học tiếng Nhật hả? Hay là như thế nào? Em có một năm là em đi ra xuất khẩu lao động bên Nhật về. Và hiện tại thì bây giờ em đang sống ở Bình Thạnh nè. Quê mình là ở đâu cưng? Em ở dưới Đồng Nai. Mọi người cứ nghĩ Đồng Nai là về gần. Nhưng mà thực ra là em sát với giáp với Lâm Đồng á. Nên về tới là 130 cây. Là kể một chút xíu coi rồi mình đi Nhật được một năm hả em? Thì cái đợt đó là em có đi bộ đội xong rồi cuối lúc mà sắp sửa ra con á, có mấy anh chị vô hướng nghiệp á là hướng cho mình là đi Nhật. Em đăng ký và em được may mắn là nằm trong 8 người được chọn đi Nhật. Có khi đi Nhật là em đi bộ đội thì đi bộ đội một năm rưỡi, tại vì cái đợt đó là cái năm cuối cùng là đi một năm rưỡi, bắt đầu từ
qua đợt sau là phải đi 2 năm nên tranh thủ em đi luôn. Rồi sao qua học có 1 năm về hả Cưng? Ở bên bển không có kiếm việc, không có làm, không có tiếp tục ở bên Nhật được hả? Rất là muốn ở nhưng mà cái visa của em chỉ được có 1 năm thôi. Chờ 1 năm là phải về. Biết hát tiếng Nhật không? Hát thì Tường nghe một bài em thôi. Em không hát được tiếng Nhật nhưng mà em hồi xưa em có hay nghe nhạc Hàn á nên em có thể hát được tiếng Hàn. Trời ơi, cái gì mà ổng hộ đội rồi ổng đi Nhật rồi ổng hát nhạc Hàn cùng lắm vậy. Rồi ủng hộ luôn, hai bạn kia vỗ tay ủng hộ ta Hoàng luôn, chơi luôn, chàng trai này phong phú là nghe vui à. Em xin hát bài bài Cool của Aloha. No yiko chiko ya Nao mi dojin no yakana Oh Na pararun no kochukana Yowonun henboku kam gochiman Hwa ya haji anaro Kungachi anaro No manushin juinde. Ủa rồi biết hát tiếng Hàn thôi hay là có biết nói tiếng Hàn không? Dạ không. Rồi bây giờ là đã come out với gia đình chưa? Dạ rồi ạ. Em come out thì cũng nhờ một cái bệ phóng là em trai của em, là nó là cái bia đỡ đạn cho em á. Nó sao kể là chị nghe. Nó thôi em 1 tuổi nhưng mà được cái gì nó cũng trước em hết trơn á, là nó cũng có bạn trai trước em luôn. Cái nó dẫn bạn trai nó về chơi em trai ạ. Em trai ruột. Dạ đúng rồi. Có bạn trai trước em luôn. Dạ. Trời đất ơi, hai anh em duyên ghê ha. Trời ơi dễ sợ thiệt. Rồi sao nữa? Nó dẫn bạn trai về, nó mới giới thiệu với mẹ em á là mẹ ơi đây là bạn trai của con. Thì mẹ em cũng bất ngờ, ngơ ngác, ngỡ ngàng thì cũng đâu biết gì đâu. Cái đợi cái bạn nó về thì mà mẹ mới nói chuyện với em của em với em luôn. Em ngồi đó thì nó mới giải thích cho mẹ hiểu. Sẵn tiện lúc đó là em nói với mẹ luôn là mẹ ơi con không lấy vợ đâu, muốn con lấy chồng á. Trời đất ơi. Xong rồi kiểu mẹ bất lực, nói với thằng em của em bất lực quá rồi, bây giờ cứ về sau là cứ có gì cứ gọi cho mẹ là mẹ cứ đồng ý hết. Từng người một đi, làm gì mà hai đứa bắt tay nhau bây giờ làm một lần luôn vậy đó hả? Không phải, tại vì nhà em đông anh em lắm nên không có lo. Hai đứa em là hai đứa út rồi. Ủa, mấy người trên hả? Thì lập gia đình hết rồi. Dạ. Có là trên là cũng có anh trai hả? Dạ đúng rồi ạ. Tổng cộng là 6 người, 3 cha 3 gái. Xong bây giờ thành Nữ Long Công Chúa rồi đó. Là coi như ông anh trai là lấy vợ có con rồi phải không? Dạ đúng rồi ạ. Mà nói nghe nè, cái khúc mà come out đó là đi bộ đội chưa? Chưa đi bộ đội. Rồi vô trong đi bộ đội rồi người ta có phát hiện không? Vô trong quân đội thì cũng có màn come out mà cấp sư đoàn luôn. Trời ơi ghê vậy. Come out mà tất cả mọi người đều biết luôn. Không phải là cái đó là vô tình thôi, tại vì trước khi đi bộ đội em vẫn còn gồng. Thì vô đó mình cũng chưa biết là trong đó là người ta sẽ đối xử với LGBT như thế nào. Ở trong đó thì sẽ có một cái bồn tắm tập thể. Ai tắm trước giờ cơm thì sẽ có thời gian relax. Thì hôm đó mà em ăn cơm xong rồi em muốn đi toilet. Mà đi toilet thì phải đi ngang quán nhà tắm. Đi ngang quán nhà tắm thì em vô theo một quán tính là em sẽ nhìn qua vô trong cái cửa. Thì em đứng hình mất 5 giây. Tại vì lần đầu tiên em thấy một người mà không có mặc cái gì hết trơn á. Cái em mới la lên, cái bạn trong đó cũng giật mình cũng la lên. Xong rồi chụp cái khăn cái chạy vô phòng. Em thì em ôm mặt em chạy vô cái giường. Xong rồi cái anh tiểu đội trưởng anh ấy hỏi là ủa sao tự nhiên la làng lên. Có đồng chí cái tấm tin. Xong rồi anh này anh me em lâu rồi, ngày nào cũng hỏi em là có BD không á. Xong rồi nhân cơ hội này anh mới hỏi là hả, ủa cũng là con trai với nhau rồi sao mắc cái gì vài ngày. Hay mày BD. Cái em mới dùng hết sức bình sinh em nói là em BD đó rồi sao anh. Cái anh này á anh mới cười. Xong rồi là anh kêu ồ anh biết rồi. Cái xong qua ngày hôm sau á em đi tưới cây gặp mấy bạn, nó cứ gặp em bảo là ô bé Toàn dễ thương quá à, cho anh nựng miếng đi. Sau lúc đó em mới hiểu, sau lúc đó em mới hiểu là rồi xong rồi. Nhưng mà từ khi mà em come out ra như vậy á, em chỉ có đi hái hoa, bắt bướm, lau nhà, quét nhà. Mấy cái việc như mà bốc vác, bốc phanh hay là cút đất thì mấy anh kia dành hết trơn nè. Trời nên ơi, rất là sướng phải không? Dạ. Rất là sướng phải không? Không ai phân, luôn. Không có ai phân biệt đối xử gì với mình hết mà mình còn được ưu tiên. Dạ đúng rồi ạ. Bây giờ qua tới câu chuyện của bạn cuối cùng nè, Tài đúng không Tài? Dạ đúng rồi chị, em tên Tài. Họ tên thì của em là Lê Trương Thành Tài. Mọi người thường gọi em là Thanh Tú. Em sinh năm 1997. Quê của em hiện tại là ở Trà Bến Tre. Mà hiện tại em đang sinh sống chung với ba mẹ em là ở Hóc Môn. Hiện tại thì em bán hàng online. Rồi là mình come out từ lúc nào? Thật chất ra là em cũng có come out. Là cái này tự động. Ba em biết năm em học cấp 3 đó. Thì là em trong quá trình em đi học về đó thì em có ngồi hay đặt cao nhạc cao của mẹ. Thì là ba em kiểu như là đi nghe nhiều
nhiều người xung quanh ở hàng xóm nói á, nói con mày bị đê này kia xong là ba em từ thẳng từ trong ngoài đường bước thẳng vô nhà, ba em vô một cái giơ chân lên một cái là em tỉnh ngủ. Ba em hăm he nè, mày không bỏ được cái tính này á thì là mày được cái siêu tao bằng ba, mày đừng ở trong cái nhà này nữa. Cái buổi tối đó em sợ, mẹ em cũng có nói nhỏ mẹ, tại vì mẹ em cũng thương, tại vì mẹ em cũng có lên mạng xem này kia, cũng thông cảm những người trong giới của em mất. Thì là lúc đó là em cũng có xếp đồ này, em bỏ cái vali. Sáng sớm là em xách cái vali, cái ba lô của em lọt đi em trốn. Là em ra ở chợ cũng được tầm 6-7 năm á, xong rồi em mới quay về em ở lại. Lúc mà mẹ em bị tai nạn xe thì em mới quay về nhà em ở lại để em chăm sóc mẹ. Chứ tôi nghĩ mình không thể thay đổi được cái giới tính của mình, thì mình chỉ cần làm sao để mình cố gắng mình trở thành một cái người con trong gia đình thật là tốt, có thể phụng dưỡng báo hiếu cho cha mẹ, đối với xã hội mình trở thành những người công dân tốt, để mình gia đình mình cũng như cho những người xung quanh mình thấy rằng dù là mình giới tính như thế nào thì mình cũng là một cái người đàng hoàng. Như vậy chị nghĩ là được. Còn lại với nhân vật chính nè, Nghĩa nè, bây giờ em nói một chút xíu đi, Tường nghe về điểm mạnh điểm yếu của em đi Nghĩa. Điểm mạnh của em là em hoạt ngôn, biết lắng nghe và chia sẻ, em biết nấu ăn. Còn điểm yếu của em là em hay nghĩ xa và em tự vẽ ra cho mình một câu chuyện rồi tự em nghĩ. Đặc biệt là em tự ti nhất là cái giọng nói của mình. Sao vậy? Giọng nói bị gì vậy tự ti? Cái giọng nói của em không có được men như là những người bình thường đó chị. Cái thanh quản của mình cũng đâu quyết định được đâu. Cái giọng nói của mình cũng không quyết định được. Thôi đừng buồn, có gì đâu, tự ti. Không có gì hết, bình thường nha. Bây giờ vô tình trường xíu đi. Nghĩa trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình chị. Mối tình đầu tiên của em là được 7 tháng. Và mối tình thứ hai của em là mối tình gần nhất 1 tháng. Nhưng mà 2 mối tình mình yêu là đều người trong cộng đồng LGBT hết đúng không? Dạ đúng rồi. Tại sao chia tay? Dạ mối tình đầu tiên của em là hai đứa em bị mâu thuẫn về tiền bạc kinh tế chị. Là mình sống chung với nhau hay sao mà dính đến tiền bạc? Mối tình thứ hai của em là yêu xa. Em yêu em đang quen một bạn ở An Giang. Cái tính em là em hay ghen á chị. Em bị cuồng người yêu á, em rất là cuồng người yêu luôn. Khi mà em đã chấp nhận quen rồi á, là mặc dù xung quanh có rất là nhiều người nào là ok hơn, đẹp hơn hay là sau đó em cũng không có để ý tới nữa. Em chỉ biết là em quen yêu thôi. Yêu xa rồi mà còn hay ghen nữa, rồi nó khó chịu lắm đúng không? Và thấy cũng không đi được đường dài nên kết thúc luôn. Cảm ơn em nha. Rồi Toàn, tình trường mình sao Toàn? Mấy mối tình rồi Toàn ơi? Đậm sâu nhất là em có 2 người à. Thì không có người nào mà quá 6 tháng hết á. Em có bị lời nguyền đó chị. Từ khi quen cái người đầu tiên mà chia tay xong mà mấy người sau á là chỉ có quen được 1 tháng thôi là phải chia tay. Em có mua sẵn một cái vật định tình luôn á, bảo ai mà vượt qua được cái 6 tháng này là em sẽ tặng cho người đó. Cả năm nay là chưa có ai hết. Cái mối tình đầu tiên của em là đậm sâu nhất. Cái người này là hơn em 2 tuổi, rất là ok luôn, dành rất nhiều thời gian cho em, rất là cưng em. Nhưng mà em là cái kiểu mà hay bị suy nghĩ over á, cho người ta quá, đâm người ta không có, mình cứ nghĩ là có. Cái đâm ra là bị đục cái suy nghĩ đó, nên là bị chia tay. Rồi cái mối tình thứ hai á là cũng chỉ được có 1 tháng thôi. Khi chia tay người này xong em mới cảm thấy tiếc, là tại vì người ta hết mình với mình như vậy mà mình không có đáp trả lại cái sự yêu thương của người ta. Em cảm giác là em bị kiểm soát á, 20 giờ là em phải ở bên người đó rồi, còn 4 giờ còn lại chỉ để ngủ thôi á. Nên là em rất là sợ, không có thời gian cho em nên lâm ra là em bơ người ta. Rồi hy vọng hôm nay sẽ có nhiều cơ hội cho em nha. Ráng chụp, ráng bắt nha. Ok. Rồi em muốn tìm một cái mẫu người đồng hành với mình là cái mẫu người như thế nào? Thương em là được. Và nói chung là phải chịu nổi được cái tính của em. Cái tính của em rất là gọi là hơi sồn sồn một chút xíu á. Tại vì nếu mà đụng chuyện á, em chỉ muốn giải quyết ngay lúc đó và em rất là nóng tính lúc đó. Nhưng mà chỉ có 5-10 phút sau là em dịu, là em sẽ chịu lắng nghe. Bây giờ chị hỏi nè, nếu như bây giờ với cái mối tình trước thì em đã hối hận khi mà em bỏ lỡ, thì nếu bây giờ mà một cái đối tượng sắp tới mà em tìm mà cái người đó cũng tựa như cái người kia là cũng rất là quan tâm em, rồi cũng ở cạnh bên em suốt như vậy đó, rồi em sẽ cảm thấy bị gò bó hay mất thời gian nữa, thì em có chọn cái người đó hay không? Cái này thì phải thời gian mới biết được, tại vì ai cũng có công việc riêng hết trơn á. Khi nào mà về sống chung một nhà thì lúc đó chúng ta kiểm soát nhau được. Ở ngoài thì mình cũng có thể kiểm soát nhau, nhưng mà phải tôn trọng đối phương, tin tưởng tuyệt đối nhau. Bây giờ tôi hỏi cái chuẩn mà chưa nói, cái chuẩn là em mong muốn tìm một cái người như thế nào? Em chỉ cần là người đó cao hơn em thôi, tại vì cảm giác á, nếu mà cao hơn em á thì mới có thể được che chở được cho em. Em mà cao mét mấy? Dạ em 71 ạ.
Rồi ok, để nó đi chút xíu nữa tôi coi. Qua với bạn Tài nha. Tài ơi, tình trường Tài sao Tài? Dạ là hiện tại là em trải qua được rất là nhiều mối tình, nhưng mà hai con em có tổng cộng là hai mối tình gọi là công khai. Thì cái mối tình đó là em học năm cấp 3. Hồi đó là em học rất là dở môn ngữ văn, thì là em cũng học chung lớp với cái bạn đó luôn. Cái bạn trong lớp đó cũng có thi một thứ ba đó, cũng học chung lớp luôn. Thì thời chỉ biết là đi học á, thường đi ăn sẽ có cái món khá lấu. Thì em vô tình đó là cái tan học ra thì là em thấy bạn đó với cái người mà em đang quen á là ăn khá lấu với nhau, rất là thân luôn. Xong rồi em tức, em cũng có chụp hình lại mà em không có nói gì đó, em không có lại bắt tại trường không nói gì đó. Tin em về, tin em là bộ anh hỏi á, đi học ra xong rồi về ngủ ở nhà ngủ luôn hả, không có đi đâu nữa hả. Thì bạn ấy cũng nói là về nhà ngủ mệt quá, không có đi ăn được, có gì để ngày mai dẫn em ra phá lấu sao. Là em tức lắm, em cho cơ hội để nói thiệt rồi, tại vì em nóng tính thiệt nhưng mà em dễ bỏ qua lắm, em không có quan tâm. Thì em tức quá em mới gửi một cái tấm hình qua cho nó coi. Em chỉ nhắn được một chữ thôi, là xong rồi giảm một cái là em khóa các bạn không nói chuyện, chặn cái điện thoại tất cả luôn. Xong rồi cái em chia tay. Thì xong đó là em tập trung vô em học cao đẳng á, cái lực đó rất là đau. Xong rồi á là thêm cái chuyện mà vấn đề của em á, về của ba em không chấp nhận dùng dập, tạo một cái sức ép rất là lớn cho em luôn. Thời gian đó thì em cũng có ở trọ, thì là em cũng có mua Panadol đó chị, kiểu như muốn chết á. Thì là em thuốc em ói hay là em xỉu, thì cái cô chủ nhà em cổ đưa đi cấp cứu mấy ngày liền. Em ở trong bệnh viện á, thì bác sĩ có hỏi tại sao mà người thân đâu mà không vô chăm. Thì em nói là người thân em bận đi làm, với lại không có ai rảnh để vô thăm em hết á. Thì lúc đó thì là có cái phòng kế bên cạnh, thì là cái anh bác sĩ á có hỏi thăm em á, tại sao thì cái nhóc đó cái ngồi ăn khi phủ và không có ai vô thăm. Thì em nói kể cái trường hợp của em cho ảnh nghe, thì ảnh cũng đồng cảm á. Thì sau đó thời gian đó em ở bệnh xong rồi em với anh nó giữ liên lạc với nhau là bạn bè với nhau. Thì em ảnh cũng trải qua cũng mấy đời dịch, cũng có con, cũng có hai đứa con. Thì là cũng ảnh buồn, em không biết lý do tại ảnh buồn. Em có buồn ảnh rủ em là đi uống bia á. Thì á là ảnh uống mới có tầm 2-3 lon thôi, ảnh uống ít hơn em nữa. Xong rồi ảnh bắt đầu ảnh là ngoài là con quạng, em hỏi ổn không? Thì không ổn thì em trở về. Thì sao ảnh vẫn ổn bình thường, tự nhiên đang ngồi nó mang hóa trời xung quanh luôn. Tự nhiên xong mà ảnh xoay qua ảnh phôn vô má một cái, em giật mình. Thì em mới hỏi anh làm cái gì vậy. Ảnh nói là bây giờ anh em cũng tìm hiểu là anh em nhau cũng được 2 năm rồi, thì bây giờ đi mình cho nhau một cái cơ hội đi. Hoàn cảnh của anh, hoàn cảnh của em nó cũng tương tự giống như nhau á. Xong rồi em mới chưa chấp nhận, em mới nói là không được. Thì bây giờ mình làm anh em đi, em không có muốn mất cái tình anh em. Đối với em á, dù yêu một người rồi á, khi chia tay rồi đó là em không có thể nào mà làm bạn bè hay là anh em tiếp tục nữa. Cỡ khoảng tầm mấy tuần sau á, thì là ảnh có đi qua bên nước ngoài, bên Mỹ á, thì là anh cũng có gọi mẹ xin vô qua bên Facebook cho em, chấp nhận là ảnh lại chấp nhận quen. Sau đó anh có về lại Việt Nam không? Là lúc đó là ảnh bị xe tải, nên bị kể chị mà ảnh bị xe tải chạy ngang qua đụng với chúng mà ảnh nói là ảnh bị mất ở bên bển luôn. Câu chuyện này cách đây bao lâu rồi em? Gần 3 năm rồi chị. Tại bây giờ cái quan điểm của em trong tình yêu là như thế nào? Em mong muốn là hai bên đối phương nhau á, giữa người mình yêu là phải có sự tôn trọng lẫn nhau nè. Chứ ngoài ra nữa là em muốn người đó là yêu là phải công khai, đừng có lời giấu giếm, đã yêu phải chấp nhận công khai chứ không được có che giấu bên nào hết. Bây giờ chị hỏi nè, bạn Nghĩa là nhỏ tuổi hơn mình thì Tài thấy sao? Tại vì em cũng yêu 98-99 cũng nhiều á, thì em thấy các bạn cũng có cái suy nghĩ trưởng thành hơn cái những người trước em quen. Còn Toàn thì sao Toàn? Mình tình yêu đâu giới hạn độ tuổi đâu ạ. Quay lại nhân vật chính của tôi nè, em cao nhiêu cưng? Cao 1m76. Ghê chưa, người ta nhỏ tuổi thôi nha, chứ chiều cao người ta không có nhỏ đâu nha. Rất là đẹp trai, cao ráo nha, đó, chững chạc nha. Rồi nói chút xíu về cái tình yêu đi, rồi em mong muốn như thế nào? Em muốn người yêu em là biết lắng nghe và chia sẻ, đặc biệt là cả hai chủ động về kinh tế. Nếu đã xác định là thương em rồi thì thôi đừng có mà thương ai hết nữa, em sợ cái kiểu đó. Thì ví dụ như đợt này mình có người yêu nè, muốn sống chung với người yêu nữa không? Muốn sống chung xài chung nữa không? Hay là muốn là riêng, cuộc sống ai nấy anh lấy lo? Dạ không ạ, qua một cuộc tình của em thì em đã rút ra được chi nhiều thứ. Đó là bây giờ mình sẽ chủ động về kinh tế thì nó sẽ ok hơn. Cả hai thì sẽ góp gạo hỏi cơm á, thì em nghĩ là sẽ ổn hơn là xài cái gì cũng chung. Không có xài chung mà có ở chung không? Em sẽ không có ở chung mà. Tại vì công việc của em là kiểm viên thì em phải ở tại tiệm. Với lại khi mà yêu nhau rồi thì tụi em sẽ gặp nhau. Chứ mà không phải là lúc nào mà yêu thì cũng gặp nhau hết, mà nó sẽ mau chán đó chị.
Như chương trình là đáng lẽ mình có người thân thì mình sẽ nghe ý kiến của người thân nữa. Bây giờ không có là một mình Nghĩa sẽ tự quyết định. À, thì trong chương trình á, là Nghĩa sẽ được ưu tiên. Nghĩa sẽ chọn một trong hai bạn. Thì bây giờ chị Tường cho ít phút. Ba đứa em có quyền trò chuyện, hỏi chuyện nhau một vài thông tin nữa để mà mình quyết định. À, đặc biệt là Nghĩa đó, em có muốn hỏi gì về Toàn với lại là Tài thì em hỏi đi, để khi mình đưa ra quyết định cho nó chính xác. Tại vì vào vòng trong nữa là mình chỉ còn lại hai người thôi. Khi mà Toàn nóng tính đó, thì Nghĩa sẽ xử lý như thế nào? Trong chuyện tình cảm mà Nghĩa cũng nghĩ là nếu như mà hai người đó, một người nóng tính thì một người sẽ soi dịu, chứ kiểu mà hai người mà nóng tính hết thì nó sẽ không có được. Nhưng mà cái tần suất nó nhiều thì có làm Nghĩa khó chịu không, hay là có cảm thấy ngại không? Nghĩa là thích chiều người yêu nên là sao đó. Tài có muốn hỏi gì Nghĩa không? Bây giờ em hỏi, em sẽ có hai câu hỏi. Em hỏi Nghĩa thì câu hỏi nhất là Nghĩa có ngại khi yêu một người có nhiều mối tình bị đổ vỡ hay không? Không có, quan trọng là mình đã trải qua bao nhiêu mối tình, mà tình đậm sâu hay là ngắn dài, quan trọng là mối tình mình đang quen hết cái là như thế nào để cho nó dài hơn. Với lại một câu hỏi cuối tại muốn hỏi là, ví dụ nha, chuyến đi chơi đầu tiên á, Nghĩa sẽ đưa người mình yêu là đi đâu? Nghĩa thích đưa người yêu đi là kiểu nghe là nói là Đà Lạt sẽ có một lời nguyền, đó là khi mà có người yêu sẽ Đà Lạt sẽ chia tay, nên là Nghĩa muốn phá vỡ cái lời nguyền đó. Này chị sống tới 44-45 tuổi chị mới thấy là là đem người yêu đi đâu cũng chia tay hết trơn á, đó là do mình chia tay chứ không phải do là đi đâu. Cố gắng đưa người yêu đi Đà Lạt và đừng có chia tay ha, dễ thương. Bây giờ Nghĩa sẽ có thời gian suy nghĩ và đưa ra quyết định. Bây giờ Nghĩa sẽ muốn tiếp tục trò chuyện với bạn nào ở cái vòng kế tiếp. Xin mời Nghĩa. Em sẽ chọn cảm giác á, nếu mà cao hơn em á thì mới có thể được che chở được cho em. Em muốn người yêu em là biết lắng nghe và chia sẻ, đặc biệt là cả hai chủ động về kinh tế. Em mong muốn là hai bên đối phương nhau á, những người mình yêu là phải có sự tôn trọng lẫn nhau nè. Tình yêu đâu giới hạn độ tuổi đâu ạ. Em sẽ chọn bạn Tài. Ok, rồi bây giờ thì tụi chị sẽ cho em kết nối với Toàn trước để hai bạn say hello với nhau nhé, để biết là hồi nãy giờ mình đã trò chuyện với người như thế nào. Ok, xin bộ phận kỹ thuật cho Tường kết nối Nghĩa với Toàn. Hello. Nghĩa chào Toàn nha. Chào Nghĩa. Nghĩa rất là vui khi mà mình đã được tham gia chương trình Ghép Tên Phòng Pháp Online. Với lại Nghĩa vui hơn là mình đã quen được một người bạn như Toàn. Thì thấy Nghĩa là một con người rất là có nghị lực. Trong cái thời gian này rất là khó khăn cho cái ngành thẩm mỹ á, thì mình ráng mà sau cái đại dịch này mình vực lại cái ngành này và mình có thể kinh doanh tốt hơn. Chị Tường thay mặt cho chương trình cảm ơn Toàn rất là nhiều nha. Chị Tường rất là tiếc luôn á. Tại thấy là hôm nay Toàn rất là ok, nhưng mà hôm nay là cái gì gọi là cái cơ hội chưa có tới để mình chụp hả Toàn. Chúc cho Toàn sẽ có nhiều sức khỏe, cái công việc kinh doanh của mình thuận lợi. Và hy vọng là một cái cơ hội mà may mắn nhất trong tình duyên sẽ đến với em, và em sẽ nắm bắt được chắc cái trong tay của mình nha. Chúc em thành công trên mọi phương diện luôn. Tạm biệt Toàn nha, hẹn gặp lại em ở những chương trình khác. Dạ bye bye chị ạ. Mọi người nhớ follow Tonasu nha. Kính thưa quý vị, và bây giờ để tiếp vào cái phần sau, chúng ta sẽ gặp gỡ cuộc nói chuyện của hai nhân vật còn lại, đó là bạn Nghĩa và bạn Tài. Và bây giờ chúng ta sẽ quay lại với hai nhân vật chính của ngày hôm nay. Xin mời kết nối giùm cho Tường ạ. Rồi, hai bạn thấy nhau chưa? Dạ, thấy rồi, em thấy rồi chị. Rồi, vậy bây giờ thì Tường sẽ dành thời gian ít phút cho hai bạn tự do trò chuyện với nhau nha. Em cho anh hỏi là ở đâu? Hiện tại em ở, ba mẹ em ở ở Hóc Môn anh. Nhưng mà nó giáp với Tân Bình đó. Còn anh thì ở Tân Phú, em ở Tân Phú đúng không? Anh có đòi hỏi về cái nhu cầu về cái ngoại hình nhiều hay không? Anh không yêu cầu về ngoại hình, tại vì anh nghĩ là nếu như mà đã yêu rồi thì cảm xúc thì anh sẽ ưu tiên về cảm xúc hơn. Tại vì em biết rằng là em chỉ cao có 1m60 thôi. Là em hiện tại là chỉ em có tầm 49-50 thôi. Là có ngại cái vấn đề này khi với người là ví dụ anh với em đi chơi á, là anh với em đi chơi ngoài đường á, là anh một bên là anh rất là cao, còn em rất là thấp. Cái về số ký nó cũng khác nhau bị chênh lệch á. Thì đi gần em, chắc em là anh có ngại về cái vấn đề người khác nói hay là cái nói thì cũng về cái vấn đề gì không? Không, anh cảm nhận là anh đang che chở cho em. Tại vì nếu như mà anh thấp hơn em thì sẽ không nhìn vô thì sẽ không được. Anh phải cao hơn em và anh sẽ lớn hơn em để mới che chở cho em được. Và nếu mà anh chở em trên xe là anh sẽ che em luôn, không thấy em đâu luôn.
thanh ở ngoài thì nó cũng không có to lắm, cũng gọi là vừa vừa thôi. Sau cái chương trình này nè, Ghép Cho Thần Tóc Online á, dành cho những người trong cộng đồng mình á, thì ba mẹ anh sẽ biết không có chấp nhận, thì là anh có chấp nhận quen tiếp tục em hay là anh sẽ nghiêng về gia đình rồi, không có quen nữa? Anh sẽ ưu tiên về cảm xúc của anh hơn, tại vì anh nghĩ là anh đã lớn và trưởng thành nên là anh sẽ quyết định được những cái việc gì anh muốn. Ví dụ anh đang tìm kiếm một người yêu hoặc là chỉ hẹn hò thôi, ví dụ mà mình quen lâu rồi đó, thì anh có nghĩ tới cái vấn đề là mình sẽ có một cái đám cưới là cái gì không? Anh chưa suy nghĩ tới chuyện đó, tại vì anh muốn là mình phải chủ động kinh tế mình ổn định, an cư thì mới là nghiệp. Cái đó là cái đó hai không? Bên là ai cũng chắc chắn phải có rồi. Ý hỏi là ví dụ mà anh đã an cư ổn định rồi á, là anh có muốn tiếp tục là anh quen và cưới hay là anh chỉ muốn ở cái bước là hẹn hò là người yêu không? Nhưng mà mình đi tới đâu được thì mình đi tới đó, chứ mà kiểu mà mình tính trước thì anh nghĩ là sẽ bước không qua. Nên là thôi mình cứ ra tới đâu thì mình tính tới đó. Các bạn trò chuyện như vậy để các bạn hiểu được nhau nhiều hơn. Chứ thật ra trong chương trình thì thời gian nó cũng có hạn thôi, vì thật sự này cũng mới là online thôi ha, mình cũng mới gặp qua mạng à, chứ mình cũng chưa có những cái cuộc hẹn thực tế. Giống như hồi nãy thì Tài cũng có hỏi là buổi hẹn hò đầu tiên đi đâu, mình nói đi Đà Lạt vậy đó. Ví dụ vậy mình phải còn có nhiều thời gian hơn nữa. Nhưng mà trong khuôn khổ của chương trình thì mình vẫn sẽ phải có những cái thông tin để mình có thể nắm được là mình có hợp với cái người kia hay không. Thì các bạn đã chuẩn bị sẵn cho chị Tường cái biểu tượng mặt trăng với mặt trời chưa? Dạ rồi chị. Dạ rồi ạ. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu như mình đồng ý hẹn hò với nhau thì mình sẽ đưa cái biểu tượng mặt trời. Thì sau khi kết thúc chương trình thì ban biên tập sẽ gửi cho tụi em những cái thông tin cá nhân của nhau để tụi em có thể trò chuyện trực tiếp với nhau ở bên ngoài, mình có thể là tìm hiểu nhau rồi mình tự hẹn hò với nhau. Còn nếu như mà mình không đồng ý hẹn hò, mình cảm thấy là cái đối tượng này chưa phù hợp lắm, mình muốn có những cái cơ hội khác nữa, thì các em có quyền giơ cái biểu tượng mặt trăng. Nhắm mắt lại, xin mời hai bạn nhắm mắt lại và sau 3 tiếng đếm của chị Tường thì đưa quyết định của mình lên nhé. Rồi nhắm mắt lại đi hai bạn. 1. Anh không yêu cầu người ngoại hình, tại vì anh nghĩ là nếu như mà đã yêu rồi thì cảm xúc thì anh sẽ ưu tiên về cảm xúc hơn. 2. Không có chấp nhận, thì là anh có chấp nhận quen tiếp tục em hay là anh sẽ nghiêng về gia đình rồi, không có quen gì? Anh sẽ ưu tiên về cảm xúc của anh hơn, tại vì anh nghĩ là anh đã lớn và trưởng thành nên là anh sẽ quyết định được những cái việc gì anh muốn. 3, xin mời. Trời ơi, cái này tự vẽ tay đó hả cưng? Chị Tường chúc mừng cho hai em nha. Nói chung là bây giờ cuộc sống nó cũng có nhiều khó khăn lắm, thì bây giờ trước tiên là mình có thêm được một người bạn, thấy không? Ít nhất là trong mùa dịch này mình cũng nhắn tin thăm hỏi nhau. Cảm ơn hai em đã tin tưởng và đăng ký đến chương trình để gặp chị Tường nha. Rồi bây giờ thì kết thúc chương trình, chị chương trình sẽ gửi thông tin cá nhân của Nghĩa với lại là của Tài cho nhau, rồi ở ngoài mình tự chủ động liên lạc với nhau, tìm hiểu nhau thêm nha. Chúc hai em sẽ có những cái ngày hẹn hò với nhau thật là vui. Có nghĩa là nóng tính hơn hay là cái sự nóng tính nó vẫn như thế thôi? Em cảm thấy nó cứ lâu lâu nó được hơn, rồi lâu lâu nó lại hơn bình thường. Cái lúc được hơn là bà cố ghiền. Lúc bà ghiền hết rồi bà buông. À vậy là em có tính hay ghen? Dạ, ghen, nóng tính. Nói chung là được sở hữu từ ba. Nhưng mà anh thấy nếu anh chỉ cảm nhận riêng thôi nhé, là nếu mà đi với cả Trâm Anh á, thì nếu mà ai có tính hay ghen sẽ rất là mệt. Tại vì Trâm Anh có một cái năng lượng kiểu như là phớt lờ, với lại cũng khá là hấp dẫn. Nên kiểu người ta vừa hấp dẫn người khác mà vừa phớt lờ cái sự ghen của mình á, thì rất là mực. Không, Trâm Anh không có tính phớt lờ ghen của em nha. Là Trâm Anh kiểu là khi đi ra ngoài á, mới luôn luôn thể hiện cái tình cảm với em để cho mọi người biết là à, mình là người yêu của bạn này. Để những người xung quanh kiểu là biết được rằng là vậy để né. Vậy còn ghen gì nữa mẹ? Không, nhiều lúc cũng bởi mẹ ghen cho vui à? Ghen cho có đôi tranh cãi, em đẹp quá nó cũng không vui. Tại vì anh thấy bạn này tình cảm nó chỉ là tình cảm thôi á, nhưng mà nếu như nó có một cái ý nghĩa nhất định khi mà nó làm cho cuộc sống mình phát triển, thì trong một năm mà em thấy bạn phát triển cái gì? Từ đối với em là từ yêu thành thương. Tại vì em luôn luôn phải phân biệt ra yêu và yêu là thương nó sẽ khác nhau. Lúc em mới bắt đầu quen cho anh á, thì kiểu cảm giác là em nghĩ là khi bạn này về lại Mỹ thì chắc bạn này không có liên lạc gì với mình đâu, nên là thôi cứ bắt đầu yêu vậy cho xong đi,
rồi khi qua đó có liên lạc hay không mình tiếp. Rồi không ngờ là mình giữ liên lạc thì bà không giữ liên lạc, rồi càng là tình cảm nó càng nâng lên, xong rồi em cảm nhận được là tình cảm của bà ấy cho em là thật. Rồi càng ngày càng bung bung bung, xong các em thương bà ấy luôn, làm tất cả con trai con gái xung quanh là em kể hết. No. Em không để ý nữa, em chỉ có để ý là này thôi. Anh Tư, à, mình hỏi gì chuyện cầu hôn luôn. À, cầu hôn rồi hả? Dạ. Wow, cầu hôn rồi hả? Okay. Thì bọn em trong một năm đó, bọn em đã có một cái bước ngoặt nào đó, một cái lễ kỷ niệm đó để đứng là chứng tỏ cái bước ngoặt trong cuộc đời. Hay là vẫn bình thường? À, đã có một cái kỷ niệm khá là quan trọng trong cái tình cảm của hai tụi em là cái này em cũng sắp xếp một thời gian rất là lâu rồi, là từ năm trước khi mới quen bạn này tháng tầm chắc gần nửa năm. Thì em đã sắp xếp là mình nó như này là quyết định là hai đứa mình là đi Đà Lạt với nhau lần thứ hai. Thì em liên hệ với anh chị chủ bên homestay là trời ơi, cái ngày cuối này nè, em muốn tổ chức ở BBQ để em làm một cái lễ, một cái gì đó đặc biệt cho người yêu của em. Tại nhẫn hả? Cầu hôn. Là trong nửa năm. Dạ. Một câu hỏi nữa là trong nửa năm đó, anh không hiểu là tình cảm của em hay là tình cảm của Trâm Anh dành cho em nó nhiều đến mức nào mà em... Em cảm thấy bản thân em nha, nó bùng lên hết luôn. Tại vì những lúc trước em quen những cái mối tình trước á, không bao giờ có như vậy hết á. Là lúc trước em mà quen, em kêu là khi mà em đi chơi với một trai gái gì đó, em không quan tâm đến người yêu em đi, có ngăn cấm em thôi đi. Còn bạn này á, em sợ bạn này luôn, sợ một cách... Đúng rồi, em sợ một cách tôn trọng á, là kiểu khi bạn không thích cái gì là ok, chị sẽ không làm cái đó. Và khi em thích, bạn bè thích cái gì là em sẽ làm cái đó rồi. Nên là em cảm thấy là bạn này là một nửa còn lại của em. Nên là em quyết định cái quan trọng đó là cầu hôn. Thì cái cầu hôn nó khá cực nhã. Nó rất là cực nhã. Chúa hề cả. Bạn này là chúa hề, siêu cực nhã luôn. Lúc em mà em kiểu em suy nghĩ trong đầu nha, là trời ơi, cái màn cầu hôn này sẽ rất là lãng mạn. Tại vì tụi em cũng là một kiểu làm TikToker á. Thì lúc nào máy quay cũng sẽ để bên cạnh, thôi hạnh phúc lắm, hẹn hò mọi người sẽ lên. Quá wow, cái này rất là lãng mạn. Không hề, em quay mấy tiếng đồng hồ bái. Lúc mà em kêu là thôi em nhắm mắt đi, ông quà tặng cho em bái. Ok, nhắm mắt. Sau đó lúc mà em quỳ rồi em mở cái hộp nhắm lên là em mở mắt đi. Thôi em không mở mắt nữa. Ủa là sao? Là em muốn mở mắt hay là em muốn nhắm mắt? Sau đó mà em mở mắt ra, wow. Xong em kiểu là hơi bị sợ, kiểu thôi nói gì giờ? Giờ em có muốn cùng chị đi suốt hết đời không? Nói cho. Ok, đưa ngón tay. Vừa cả nói đưa ngón tay ra, em vừa rất quyết nhẫn. Thôi em không làm nữa, em không đeo. Ủa là sao? Lúc đó trong đầu em kiểu thôi, tao có việc mà tao thôi, bớt, dọn lại đi. Là của hồi môn gái hết sau này. Thôi để là tất cả mình hoãn lại cái cuộc cầu hôn này. Ủa mà là sao cho anh? Không phải, thật ra là em cũng biết là Thảo sẽ cầu hôn bởi vì vô tình em thấy một tấm ảnh trong điện thoại Thảo. Nhưng mà em không nghĩ đó là ngày hôm đó, với lại em cũng chưa chuẩn bị tâm lý. Em không có tốt những cái thứ mà nó bất ngờ, em sẽ rất là đơ. Nên là lúc đó em vừa nhắm mắt lại, em không biết, thực ra em nghĩ là nó là món quà thôi. Thì em nhắm mắt lại, thì em nghe tiếng hợp. Tài thánh quá. Cái xong Thảo kêu, cái xong trong lòng kiểu chớ rồi giờ sao em quyết định nhắm mắt luôn, em hỏi ra rất là ngại đúng không? Đúng rồi, quyết định nhắm mắt cho nó đỡ đơ. Nhắm luôn đi nha, nhắm mắt lại để suy nghĩ. Người ta nhắm mắt lại để suy nghĩ. Thật ra là em không có từ chối Thảo, nhưng mà còn nhiều thứ mà em muốn hai đứa cải thiện để tốt hơn cho nhau. Có nghĩa là đối với cái em nó và là một cái lễ kỷ niệm,
mà nó là một cái dấu mốc luôn, rất là em rất là nghiêm túc cho cái vấn đề đó. Nhưng mà cuối cùng phải đẹp. em chung vô lại thôi, lấy ra điều này điều là xong về nhà bà nội mình cắt video edit video còn việc cũng mất nguyên một ngày thì em và một tháng sau em mới đăng lên TikTok được. Em cắt chi để cho người ta tiếp tục mặt trời. Anh biết được chị đăng cái kia đó nó lên hơn sao không, bộ mặt thật của bạn này nó khác biệt hoàn toàn trong ảnh á, kiểu à nó nhìn ảnh mọi người, ôi ngầu quá, đẹp trai quá. Yes. Ra ngoài, một đứa cực nhỉ. Chúa ơi, người ta nói là nếu xinh đẹp thì hãy bình thường, là nên bình thường. Cô này kiểu rất hợp với Châu Anh. Thì sau một năm đấy thì bọn em có phát triển gì về trong cuộc sống của mình? Hay là chỉ là chuyện tình cảm tốt hơn? Em nghĩ là hiện tại thì chuyện tình cảm tốt hơn không? Còn về cuộc sống công việc á thì nó vẫn kiểu suôn sẻ như vậy, là em học bên ở Mỹ và đã có bằng rồi, ra làm rồi, nhưng mà giờ em đang trong quá trình là học nâng cao lên. Còn về mẫu ảnh rồi đi quay thì vẫn kiểu là có job thường xuyên. Anh hỏi câu đấy là tại vì đương nhiên là em còn quá trẻ để mà đưa áp lực nhiều vào chuyện tình cảm, nhưng mà nếu như mình suy nghĩ về nó một tí thì anh nghĩ là tình cảm của em sẽ có nhiều cái động lực để tiếp tục hơn. Và anh là một trong những người mà rất muốn bọn em nắm tay với nhau đi rất là dài. Tại vì cái năng lượng của bọn em cực kỳ hay, nó cực kỳ hợp với nhau á. Mà anh biết được người mà rất là cool. Nếu mà nói về cái cuộc sống thì em nghĩ là Trâm Anh sẽ có cuộc sống thay đổi hơn. Tại vì bà ấy là một người ở bên Mỹ từ bé tới giờ rồi. Bà ấy đã kiểu là quyết định một cách kiểu phải là em hơi bị bất ngờ. Tại lúc đó em nghĩ là có quen nhau thì chắc cũng phải yêu xa, còn phải mấy năm bả mới về Việt Nam lại. Mà bả mới về có nửa năm, trong vòng kiểu em quen 3 tháng bả báo với em là em đặt vé máy bay rồi. Em đặt vé đúng một chiều thôi, em về Việt Nam. Em biết ban nãy khi mà Trâm Anh nói là em về Việt Nam và có công việc á, trong đầu anh không phải công việc. Nên em mới hỏi là hai bạn quen nhau bao lâu rồi. Thì ra là bằng cái thời gian mà em về Việt Nam. Nhưng mà là em về đây là vì tình yêu, một phần là vì tình yêu thôi. Bởi vì em mới ra trường thì em cũng muốn đi kiểu giống như đi khám phá, và em không có lớn ở Việt Nam và em thấy Việt Nam của mình rất là đẹp, nên em rất là muốn du lịch khắp Việt Nam trước khi mình phải quay lại trong việc học. Vậy là cái này gọi là một cái gap year của em. Em có thể làm mọi thứ. Nhưng mà sau một cái năm này thì em sẽ dự định như thế. Sau một năm này nếu như chưa có gì bước ngoặt mới thì em sẽ quay trở lại Mỹ để đi học. Còn nếu như có dự án gì đó xảy ra thì có thể trì hoãn việc học một xíu nữa và học online, và em sẽ tiếp tục cái project mà. Ok, một cái điều rất là hay của cái phiên bản mới của chương trình Come Out là khi mình ra ngoài mình sẽ có cơ hội đổi cảnh. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đến một nơi có Right. Có tiếp tục đi hỏi. Ok. Lại từ đầu rồi. Và bây giờ những bạn nguyện 3, 2, 1. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến một cái nơi mà có nước và có bánh, có nhiều thứ để có thể cái buổi nói chuyện này nó dễ chịu và thoải mái hơn. Mời mọi người cùng đi theo bọn tôi. Tại vì Trâm Anh rất là về trong tiếng Việt, nhiều khi đã trả lời những cái bạn nói ra một cái từ đó, nhưng mà cái từ đó nó sẽ mình nghĩ sẽ một cái nghĩa khác rất là nhiều, nên là hay cãi nhau, hai đứa hay cãi nhau. Mà em là người Nhật cả. Dạ đúng rồi, nên là hai đứa cái vấn đề chính cãi nhau là do chính em, cái câu trả lời của em nó làm cho chị nghĩ cái cách khác. Vậy em một năm rồi em chưa thể thông cảm cho cái việc đấy. Dạ không, lúc đầu mà trong những năm yêu xa á thì bà nói chuyện là hầu như là tôi tin nhắn xong rồi bà chuyện nói chuyện nó không bình thường, mình cũng kiểu là ok được. Nhưng mà khi mà bắt đầu về chung với nhau á thì khi những cái cuộc tranh cãi, tại vì em là một người kiểu là rất khó nói chuyện, những cái lần tranh cãi em càng phải khó nói chuyện hơn, nó giống như những cái câu nói, những cái từ ngữ nó trong đầu nhưng mà trong các công việc của em nó không thoát ra được. Em sợ là khi em nói ra người khác
em vừa làm tổn thương họ, họ lại càng làm tổn thương em. Nó rất là khó nói ra, tại vì nó cũng là những cái ám ảnh lúc trước ở quá khứ, là ở trong gia đình và kể là trong những cảnh, nên là bây giờ em hiểu càng khó nói chuyện hơn trong những cảnh. Nên là khi mà đã nói những cái câu mà làm em suy nghĩ một cách khác đó, thì những lần em hay kiểu là kiểu im lặng một khoảng thời gian ngắn, sau rồi sau đó em sẽ kiểu là không nói chuyện, nhưng mà là phải làm cho bạn sẽ hiểu lầm là à chị không còn thương em nữa, chị đã im rồi, chị hết luôn em rồi. Nhưng không, em ơi, tại vì chị không có nói ra được. Nhưng mà sau đấy bạn có giải quyết không? Em có, nhưng tụi em sẽ giải quyết xong rồi sẽ nói là à, trong cái tình huống như này, nếu lần sau thì chị nên làm như vậy hoặc là em nên làm như này thì cả hai sẽ dễ giải quyết hơn, nó không tranh cãi, cái mâu thuẫn nó không có lớn lên nữa. Đó. Và em kiểu chắc là em ra được sớm, tự động sớm nên bạn có thể trưởng thành. Em nghĩ là chắc cũng một phần. Ban nãy em nghe em nói về cái việc mà hai đứa về ở chung. Dạ. Và em về ở chung được bao lâu? Từ lúc em đáp máy bay đến giờ. Là mấy tháng? Là tầm hồi bao? Hai tháng cùng ba. Rồi là cả hai gia đình bố mẹ có nói được không? Không. Không. Kiểu ok. Nhờ bọn em có con hát với gia đình. Em nghĩ là chưa, nếu mà chính thức là chưa, em chưa có hát với gia đình. Nhưng mà nhưng giống như lúc nãy em có nói là ba mẹ có nghi nghi vậy thôi. Thì kiểu là vẫn chấp nhận là cho hai đứa quen. Nhưng mà kiểu là để tao xem tụi em quen đến khi nào. Hoặc là bố mẹ nghĩ là thôi nó còn trẻ đi chơi đi, kiểu gì sau này cũng lấy chồng sinh con thôi. Ai nói chứ không? Chính mặt con là như vậy, đây là chuyện của con. Tổ chức một buổi tiệc. Xong rồi mẹ có nói là em cũng có nói luôn là con biết cho anh đang quen nhau mà. Cho anh muốn thương con thì con muốn thương được, lỡ đâu hai đứa cưới sao? Chứ đâu nhất thiết là con phải cưới anh trai, con phải cưới chồng sinh con. Xong mẹ có ở một câu của em là con không sợ mất thanh xuân hả? Thì em nói là cái thanh xuân của con á, không chắc là không có phải là nguyên con cái là mất thanh xuân. Lỡ đâu ví dụ con cưới một cái người nào đó, một người con trai nào đó, xong cả hai đứa được không hợp rồi hai đứa ly dị, thì đó cũng là con bị mất thanh xuân rồi, chưa tính bị bạo hành. Dạ đúng rồi, nên là đâu phải nguyên con cái là bị mất thanh xuân đâu. Tụi con có thể kết hôn với nhau rồi cũng có thể sinh con mà, tiên tiến một thời nay tiên tiến là cả hai đứa con cũng có thể sinh con. Anh cảm nhận là kiểu tình yêu của em nhiều mà nó tạo cho em cái sức mạnh lớn, nghĩa là em nói những cái điều rất nghiêm trọng một cách rất là nhẹ nhàng. Tại vì tụi em kiểu khi mà quyết định cái đó thì em nghĩ là tương lai nó sẽ như thế nào. Nhưng mà có nghĩa là em vẫn đem cái còn một tí nỗi sợ ở quá khứ. Thì làm sao mà em rất là dạn miệng để nói những cái câu rất là đanh thép về tương lai như thế. Em không biết nữa. Tại em nghĩ là chắc là do mình đã trải qua nhiều cái rồi á, nên là mình kiên trì hơn nên mình nói được những cái mà mình sẽ muốn làm. Rồi còn về Trâm Anh, em nói lúc, với lại bố mẹ. Lúc em come out là năm em học lớp 9, thì em có ra nói với ba mẹ là, nói với mẹ trước. Lúc đó là mẹ đang ngoài bếp, thì em ra em nói với mẹ là con lúc đầu là run cho nên nói với mẹ con thích con trai. Thì mẹ nói đúng rồi chứ mày thích con gì. Cái sau em nói nhưng mà con cũng thích con gái. Thì lúc đó thì mẹ bất ngờ, mẹ nói sao mà thích con gái được, kiểu mày nói thiệt hả? Thì em nói thiệt. Thì lúc đó là mẹ nói lớn lên để cho ba nghe, xong là ba người dẫn nhau vô phòng nói chuyện. Thì
Lúc đó là ba bước vô ba nói cái gì thích ở gì, mẹ em nói với ba là nó thích con gái kìa, thì ba em nói là thích con gái gớm như vậy sao. Thì lúc đó cái câu đó em không biết ba có cố tình nói như thế nào đó, nhưng mà câu đó rất là tổn thương em. Thì mẹ em đến thời điểm bây giờ thì mẹ vẫn chưa, mẹ chấp nhận em rồi nhưng mà kiểu vẫn không có chấp nhận được cái việc là em thích con gái.